Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thủy nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép rất là nhiều loại, rất là nhiều màu, muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi em chào chị. Chào cô Thái, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi nha. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, lớp Giò Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0969 553 364. Đồng thời cũng là số Zalo của em ạ. Không mất thời gian cô chú anh chị em lên mã M1 ạ. Một cây tím tuyết siêu bông anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình đó là 59 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 58 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 15 ạ. Cây mã M1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho cây mã M1 ạ. Giờ em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M2 ạ. Một cây dấu vàng với anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 55 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 56 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 12 ạ. Cây mã M2 này em giao lưu với cô chú anh chị là 230k nha. 230k cho cây mã M2 ạ. Giờ em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M3. Một cặp ạ. Gồm hai cây quý anh chị em. Arana đổi màu ha. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 42 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình đó là 54 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 10 ạ. Cây thứ hai. Tán ngang ở đây em ra được cho mình đó là 39 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình đó là 46 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 10 ạ. Một cặp như thế này ở thì em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k cho cây mã M3 một cặp ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M4 ạ. Một màu đỏ lửa anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình đó là 55 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình đó là 60 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 16 ạ. Cây mã M4 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k cho cây mã M4 ạ. Giờ em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M5 ạ. Một cây ghép nhiều màu quý anh chị em. Gồm có tím hế, ghép pizza, tím tuyết, trắng tuyết. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 88 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình đó là 88 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 18 ạ. Cây mã M5 này em giao lưu với cô chú anh chị là 460k nha. 460k cho cây mã M5 ạ. Milo nữa là 5 màu quýnh cho em. Dạ, giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M6 ạ. Một cây Kayata siêu hoa. Tán ngang ở đây em ra được cho mình đó là 63 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 64 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 13 ạ. Cây mã M6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 230k nha. Để lắc lượng rất là quái với anh chị em. 230k cho cây mã M6 ạ. Kayata. Dạ, em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M7 ạ. Tiếp tục vẫn là một cây Kayata. Hai cây này một cặp với anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 49 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 60 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 14 ạ. Cây mã M7 này em giao lưu với cô chú anh chị là 230k luôn nha. 230k cho cây mã M7 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M8 ạ. Một cây phụng hoàng lửa anh chị em. Cây này già mùa ha, phơm tàn to. Rực rỡ luôn. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 92 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 93 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 22 ạ. Cây mã M8 này em giao lưu với cô chú anh chị là 330k nha. 330k cho cây mã M8 ạ. Tất cả cây trên clip đều 3 phí ship nha quý cô chú anh chị em. Dạ, giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M9 ạ. Cam lửa, tím tuyết, tím huế, trắng tuyết, red pizza, 4-5 màu anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 63, chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 94 ạ. Nguyên một bệt đế à. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 25 ạ. Cây mã M9 này em giao lưu với cô chú anh chị là 480k nha. 480k cho cây mã M9 ạ. Kayata nữa là 5 màu anh chị em. Cây 5 màu ạ, giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M10 ạ.
một cây tím Pháp lá cẩm thạch vàng của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 65 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 92 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 17 ạ. Cây mã M10 này em giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. 300k cho cây mã M10 ạ. Em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M11 ạ. Cây Red Pizza và già mồ anh chị em, hoa đỏ á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 80 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 95 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 20 ạ. Cây mã M11 này em giao lưu với cô chú anh chị là 360k nha. 360k cho cây mã M11 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M12 ạ. Tiếp tục là một cây tím Pháp lá cẩm thạch vàng của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 69 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 85 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M12 này em giao lưu với cô chú anh chị là 330k nha. 330k cho cây mã M12 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M13. Một cây ngũ sắc thái 5 màu quý anh chị em. Cây đang đơm búp à. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 70 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 22 ạ. Cây mã M13 này em giao lưu với cô chú anh chị là 450k nha. 450k cho cây mã M13 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M14 ạ. Một cây tiếp tục là ghép nhiều màu anh chị em. Gồm có dưa hấu vàng, Red Pizza, tím Huế, trắng tuyết. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 57 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 60 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 16 ạ. Cây mã M14 này em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k cho cây mã M14 ạ. Có cà da ta nữa, 4-5 màu. Dạ, giảm lên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M15 ạ. Tiếp tục là một cây ngũ sắc 5 màu Thái của anh chị em. Đừng có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và màu trắng phất hồng nha. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 79 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m05 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 22 ạ. Cây mã M15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 480k nha. 480k cho cây mã M15 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M16 ạ. Tiếp tục là một cây ghép nhiều màu, Kayata, hồng tuyết, Red Pizza, trắng tuyết, dưa hấu vàng, tím Huế. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 60 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 75 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 16 ạ. Cây mã M16 này em giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k cho cây mã M16 ạ. Em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M17 ạ. Một cây cành vàng lá ngọc trắng hồng của anh chị em. Cây này già mùa. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 88 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 80 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 13 ạ. Cây mã M17 này em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k cho cây mã M17 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M18 ạ. Tiếp tục là một cây cành vàng lá ngọc của anh chị em. Trắng hồng. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 52 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 68 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 18 ạ. Cây mã M18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho cây mã M18 ạ. Giảm nhanh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M19 ạ. Tiếp tục là cành vàng lá ngọc á. Này hoa đỏ của anh chị em. Ta
Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 50 ạ, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 13 ạ. Cây mã M19 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. Đế rất là quái ha. 250k cho cây mã M19 ạ. Em lên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M20 ạ. Tiếp tục là một cây phụng hoàng lửa phơm tàn già của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 67 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 92 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 20 ạ. Cây mã M20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 460k nha. 460k cho mấy cây mã M20 ạ. Giảm xin xuống ạ. Kẹo bóp trần. Tiếp theo em lên mã M21 ạ. Một cây trắng tuyết của anh chị em. Phơm kiểu tàn thông ha. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 48 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 97 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 18 ạ. Cây mã M21 này em giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k cho cây mã M21 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M22 ạ. Cây trắng tuyết đế cuộn bên nha. Đế tròn à. Cuộn tròn à. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 58 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 79 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 10 ạ. Cây mã M22 này em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k cho cây mã M22 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M23. Một cây tím pháp của anh chị em. Phơm tàn đặc và đang sổ búp à. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m05 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M23 này em giao lưu với cô chú anh chị là 370k nha. 370k cho cây mã M23 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M24 ạ. Một cây tím bướm đế đặc của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 70 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 90 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 20 ạ. Cây mã M24 này em giao lưu với cô chú anh chị là 360k nha. 360k cho cây mã M24 ạ. Nguyên một nồi đế đặc. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M25 ạ. Một cây tím pháp một cốt. Ngang ở đây em đo được cho mình đó là 77 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m1 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M25 này em giao lưu với cô chú anh chị là 370k nha. 370k cho cây mã M25 ạ. Dạ cây mã M25 này cũng là cây cuối trong clip của em ạ. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ em ạ. Dạ chào cô chú anh chị và chào bác Thái. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Thủy nha.